Người ta thường hay nói đẹp như tranh, mà muốn ngắm tranh thì phải đến bảo tàng. Thế nhưng có những bức tranh được tạo ra ngay từ trong cuộc sống mưu sinh, trong các hoạt động thường nhật của người dân làm tâm hương Quảng Phú Cầu. When we drove in and we started seeing little ones of these, yeah. And I was like, wow. Làng hương Quảng Phú Cầu có lịch sử làm tâm hương truyền thống suốt hơn một thế kỷ với sức sống mãnh liệt của làng nghề truyền thống làm tâm hương. Nơi đây cũng được mệnh danh là ngôi làng tỏa ngát hương thơm, đem lại tiếng thơm cho đời. Làng nghề tâm hương của chúng mình cũng được qua các thế hệ từ các cụ xa xưa đến các bạn nhỏ. Và tâm hương cũng đã nuôi sống các em nhỏ cũng như là chúng mình được trưởng thành ở quê hương Quảng Phú Cầu các bạn ạ. Khi các bạn đến đây sẽ nhìn thấy một hình chữ S. À, hình chữ S Việt Nam thì được thu nhỏ, em có thấy xa xa kia thì là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của mình đúng không ạ? Cô ơi, tại sao mà cô biết đến làng hương của mình ạ? À, làng hương này là do cô em ở đây giới thiệu. Đây là một cái địa điểm check-in rất là đẹp. Cũng nơi đây là rất là nhiều các bạn bè quốc tế đến để check-in chụp ảnh. Đến với làng Bầu thì bạn cũng có thể là mua hương để tặng cho ông bà và gia đình mình nhá. Lửa ở trên rừng. À. Là cái nguyên liệu đầu tiên để làm ra các cái chân hương này. Sau khi những xe vầu đã được chuyển đến nhà hộ dân nơi đây thì họ bắt đầu những công đoạn đầu tiên của quá trình sản xuất. Những cây vầu được chẻ nhỏ ra thành từng khúc nhỏ, được người dân trong làng đem đi phơi, lấy cái nắng tự nhiên của đất, của trời để làm khô, rồi cho vào máy và tiếp tục làm những công đoạn tiếp theo. Nghề này thì là nó theo thời. Lúc thì rẻ, lúc thì đắt. Chị làm nghề này thì được lâu chưa ạ? Làm được hơn chục năm rồi. À, làm hơn chục năm rồi. Đầu tiên là mình mua về mình phân loại này. Phân loại xong sau đó mình cho vào cắt. Cắt vào đó trà. Trà mình khổ. Khổ thì mình bước công đoạn trộn. Dạ. Trộn này thì để nhạt tới xấu. Vâng. Đến công đoạn này thì mọi người sẽ phân ra tăm xấu, tăm đẹp để mọi người sẽ mang đi và nhuộm đúng không ạ? Công đoạn nhuộm là một công đoạn đòi hỏi sức khỏe dẻo dai vì mỗi bó tâm hương phải nặng khoảng từ 4 đến 5 kg trước khi tâm hương được xếp thành các bó và vận chuyển đi mọi miền tổ quốc thì công đoạn cuối cùng là quá trình xe hương. Hương ở Quảng Phú Cầu thơm mùi mộc, không động tàn do không dùng bột hóa chất. Bột hương gồm rất nhiều vị, đấu thành các vị thuốc nên khi ngửi mùi hương thơm rất dễ chịu. Và sau một ngày được trải nghiệm làm tâm hương tại làng hương Quảng Phú Cầu, Ngọc Anh mới thấy được những khó khăn, những vất vả của người dân nơi đây. Nhưng có lẽ đối với những người làm tâm hương, đó là những ước mơ, những khát khao, những khát vọng được cống hiến, đem lại tiếng thơm cho đời. Mà Ngọc Anh xin phép được gọi đó chính là những nghệ nhân tỏa hương. Những người thầm lặng, cống hiến qua nhiều thế hệ, gìn giữ nét văn hóa, truyền thống của người dân Việt Nam. What is your impression when you come here? Was I impressed? Yeah. Really. When we drove in and we started seeing little ones of these. Yeah. And I was like, wow. Yeah. And then we come to this place here and it's just beautiful. Yeah. Very beautiful. Yeah. I like. Do you like it? Yeah. Nice. I think more people should come and see how these are made. Incense. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah, town's very beautiful. Village is beautiful. Yeah. Không cần đi đâu xa, không cần đến bảo tàng, mà hãy đến làng hương Quảng Phú Cầu, Hà Nội nhá. Tôi yêu Việt Nam.